Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em tiếp tục lên con máy cày Yanma IM2000B cho cả nhà mình cùng xem ha. Em nói đẹp thì thôi nhé luôn ha cả nhà mình ha. Và đặc biệt là máy cày Yanma IM2000B này được công ty xuất nhập khẩu kiểm định nguồn gốc như là xuất xứ của em nói ha cả nhà mình ha. Em nói hàng nghĩa địa nhưng được công ty xuất nhập khẩu dọn từ A đến Á luôn cả nhà. Dọn full như con xe mới luôn ha cả nhà mình ha. Em nói ngoài đẹp thì thôi nhé luôn ha cả nhà mình ha. Em nó quá xá đẹp luôn, cả nhà mình cùng xem ngắm nghía em nói hai cả nhà mình nè. Từ gầm bệ cũng như là máy móc rất là đẹp luôn cả nhà mình nè, quá xá đẹp luôn. Bánh trái thì ok con dê luôn ha cả nhà mình ha, quá xá đẹp luôn. Mâm đồ này nọ thì khỏi chê luôn, hoàn thiện không chỗ nào chê luôn. Bây giờ mình sẽ test bên cho cả nhà mình cùng xem ha. Em nó đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Từ bánh trái đến bình máy và đến dàn lông lá đồ này kia thì không còn chỗ nào chê luôn. Nói chung là đẹp xuất sắc luôn, gần như con xe mới luôn ha cả nhà mình ha. Thì bên công ty họ dọn full con xe luôn cả nhà, mục đích là để xuất khẩu ha cả nhà mình ha. Nhưng mà công ty hiện tại thì đang bị giải thể. Và anh Tư Mì có đi đấu giá và chọn được một con Yanma nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cả nhà. 9.5-24 là cái thông số lốp của em nói ha cả nhà mình ha. Lốp sau ha. Thì anh Tương Mì có đi đấu giá và chọn được cái em Yanma IM2000B nè cả nhà. Nhỏ xinh xinh này về để giá khuyến mãi cho bà con mình sử dụng ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình hãy nhìn máy móc của nó nè, bếp nước nè, cũng như là bình máy nè, xanh lè như con cá kè luôn cả nhà mình ha. Nói chung ở ngoài nó đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ơi. Quá xá đẹp luôn, hoàn thiện luôn, không chỗ nào mà chê được luôn. Cả nhà mình cứ ngắm nghía em nó đi. Và một chút xíu nữa mình sẽ báo giá cho cả nhà mình cùng biết luôn ha. Cả nhà mình xem mà thấy hợp nhãn thì mình có thể nhấc điện thoại lên và gọi số điện thoại em để trên màn hình đó cả nhà mình ơi. Để gặp trực tiếp mình Tương Mì và chốt con xe cả nhà mình ha. Và em xin tiết lộ một số thông tin về cái video tiếp theo ha. Em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem của ECQ tên là hai cầu ta lái trợ lực ha cả nhà mình ha. Em nói vừa xuống xe luôn, chưa giữ giá gì hết cả nhà mình ơi. Thì một chút xíu mình có một đoạn video test cầu trước cho cả nhà mình cùng xem em ECQ tên là 2.5 hơn cả nhà mình ha. Và dự kiến hai con xe Yanma IM2000B và con xe Isuzu TL2500 hai cầu có lái trợ lực sẽ cập bến Bắc Tân Nguyên vào sáng ngày mai hơn cả nhà mình ha. Và cái video Isuzu TL2500 hai cầu có lái trợ lực sẽ được phát hành sau video này khoảng 1 giờ đồng hồ cả nhà. Thì anh chị em cô chú mình ai mà yêu thích cái dòng Isuzu TL2500 hai cầu có lái trợ lực thì hãy sẵn sàng chuẩn bị điện thoại để alo Tương Mì và chốt con xe cả nhà mình ha. Còn bây giờ em xin báo giá con Yanma IM2000B cả nhà. Nên kênh Tương Mì sẽ để lại em nói cho cả nhà mình với cái mức giá là 27 triệu hơn cả nhà mình ha. Và bên nông kênh Tương Mì còn rất là nhiều con xe đang chờ đón anh chị em cô chú mình đến xem xe cũng như mua và sử dụng ha cả nhà mình ha. Và đây là cái video một đoạn ngắn test ECP tên là 2500 hai cầu tay lái trợ lực ha cả nhà mình ha. Test một chút cho cả nhà mình xem ha. Thì em xin bổ sung thêm một số thông tin về con Yanma IM2000B cả nhà mình ha. Em nói cơ toàn tập hơn cả nhà mình ha. Và em Isuzu TL2500 hai cầu tay lái trợ lực này cũng cơ toàn tập luôn cả nhà mình ha. Em có dừng lại một số hình ảnh về em Isuzu TL2500 này cho cả nhà mình cùng ngắm nghía ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình hãy chuẩn bị sẵn sàng ha cả nhà mình ơi. Cuối clip thì em xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha.